Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con niệm Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Toàn gia cúc cung lễ vong hồn cố mẫu Nguyễn Thị Na Nhĩ Bai. Chính đốn tang phục trai quy tiểu vị cố ai. Cứ ai là tất cả các con các cháu gọi lên một tiếng. Ba hồn chín vía mẹ Nguyễn Thị Na về ăn cơm trưa. Các bác gọi lên. Con niệm Nam mô A Di Đà Phật. Duy hữu kim cư Việt Nam quốc nghi Thái Nguyên tình nghi Thái Nguyên thành phố Cam gia phường nghi tổ bày ra trung nghi có chân linh hương hồn nghi tân nghi cố mẫu là Nguyễn Thị Na niên sinh nghi 1924 đại hạt lâm chung nghi ta thế hồi 2:00 ngày 27/1/2021 tức ngày 15 tháng chạp năm canh tí niên mẹ hương nghĩa thương thương thọ 97 tuổi. Mẹ ơi, đây là bữa cơm mà chưa ly biệt. Các con, các cháu sửa soạn dâng lên trước bàn thờ xin được thỉnh mời vong linh mẹ tọa tiền linh vị. Mẹ về gia chung lại lâm hiên hưởng bữa cơm thường nghỉ các con các cháu chắp tay cúi đầu cúc cung nghỉ bái. Con lạy chín phương trời lạy 10 phương chư Phật. Chư Phật 10 phương con kính lạy Đức Dương Cảnh Thành Hoàng chư vị đại vương. Con kính lạy ngài Đông Chủ Tư Mệnh Nghị Tao Phủ Thần Quân. Con kính lạy chư gia tiên cao tăng tổ kháo cao tăng tổ tỷ cố di tỷ muội họ Nguyễn. Để này tiếp dẫn cho vong linh hương hồn nỉ mẹ của con là Nguyễn Thị Na chính hồn về gia chung. Mẹ ơi, sắc sắc không không luân hồi đã định, thương người đoan chính cần kiệm phụ lão, sông thì gửi thác về đời người sao tranh được. Mẹ ơi, ba đoan bày vất vả chăm bè, cho vẹn toàn đường nổ lối kia. Tuy khó nhọc nhưng chưa cam thỏa dạ. Mẹ ơi mà bỗng đâu gió cả phút bẻ cành mai, hoa thì lìa cây rụng cánh tơi bời, yến thì lìa tổ kêu xuân vỏ vỏ. Mẹ ơi con tưởng nghe mẹ đi trường thọ để bên các con các cháu trên đời, ai có ngờ đâu trăng lặn sao rời, giờ hồn mẹ đã về nơi Tây Trúc. Mẹ ơi từ nay lấy ai chăm sóc ngõ cúc
thương đào. Từ nay quạnh bóng ra vào cõi nam cành bắc, ngày chảy sâu khắc đêm thì vắng năm canh, tường phất phơ thoáng mẹ hiện ngoài manh, tường thấp thoáng bóng hình mẹ trên mi khói. Mẹ ơi hiền mai bóng roi vào gần giang ơ, hết đợi thôi chờ nắng hồng giá lạnh, ai hay số mệnh thuốc trường sinh quân cầu vương mẫu chưa trao. Này bút chú từ trách nam đi tàu đã định. Mẹ ơi bụi ngùi cam canh tuôn rơi hàng nước mắt rầm rầm, nhớ nơi ăn chôn ở buông nằm, như cắt ruột xế lòng nghe các con các cháu trên trần. Thế mấy dòng nghe anh chị em các con các cháu xin được kể lể để chiêu hồn mẹ về than thở quần cơm. Con nay cầu anh ninh mẹ phổ độ trì cho con cho cháu, con cầu thần Phật nay về để tiếp dẫn cho vong linh hương hồn nì mẹ được siêu thoát. Con niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Châm ma tiểu ông lên sát rượu. Nhật ni tuần ni là tuần con đã rót ni giọt chén rượu lên ni, con đã mời là mời mẹ hỡi, nãy mẹ về uống rượu ăn cơm ni là hỡi mẹ ơi. Châm tiểu nhị tuần là tuần con rót nhị giọt chén rượu đào, con khấn gọi ba hồn chín vía mẹ ở nơi nào, mẹ về mẹ ăn đi cơm đi là thấy mẹ ơi. Châm na tiểu tam tuần ni là tuần na con rót ni rót ba chén ni rượu tiên ni, để rồi đền ơn ni công mẹ mà nuôi dưỡng ni nuôi các con trên đời là ơi. Mẹ ơi ba nén tâm nhang thì tay con đã thấp, mẹ ơi rượu tam tuần con rót ba chén đầy vơi, mẹ ơi đây là bữa cơm ly biệt cuối cùng để trước giờ mẹ đi xa. Bố con ni anh chị em các con dâng lên ni để thỉnh mời mẹ về trước ăn, mẹ về để ăn bữa cơm thường bữa cơm ly biệt, con cháu xin được không gọi mẹ về trưa nay. Mẹ ơi ba nén tâm nhang theo mùi hương khói, mẹ về ra chung nghi lúc này đây, con rót rượu dâng lên con mời. Mẹ ơi tuần thì hương tuần rượu đã qua, để đến tuần cơm các con nghi là dâu con gái lên dâng cơm thức ăn con gặp mời mẹ đây lúc này. Mẹ ơi đây là bát cơm
đầy ngọc đầy tình. Con lên đi, con gấp thức ăn đi để thịnh mời mẹ về. Mẹ ơi, bát cơm con ngã sới lên rồi, thức ăn đi con gấp đi mời mẹ về trưa nay. Mẹ ơi, bát cơm con xin được dâng trước chí linh nhà xa. Bát cơm mà chia đi thức ăn đi, con gấp mà con mời. Đây là bữa cơm ly biệt đi cuối cùng. Bữa cơm mà cuối cùng con dâng mời mẹ đây. Mẹ ơi, đây là một bát cơm cuối cùng con dâng lên cúng hồn mẹ. Mẹ ơi, đây là bữa cơm chia ly tình mẫu tử mẹ con phải xa nhau. Mẹ ơi, năm cùng tháng tận, năm thì sắp hết đi, Tết thì sắp về rồi. Thế là từ năm nay các con có về đông đủ. Mẹ ơi, thì nay vắng bóng mẹ rồi, đâu còn mẹ để con đi biếu quà biếu lụa mẹ à đây. Mẹ ơi, bữa cơm mà chia đi con dâng trước đi mắm à bông à. Trước bàn thờ của mẹ trưa nay cả con quay quần à. Con dâng lên đi mời mẹ lúc này. Ơi mẹ ơi, bữa cơm mà ly biệt con mời mẹ trưa nay. Đây mẹ có linh thiêng, mẹ ơi phạm Phật nơi nào. Mẹ có nghe anh chị em con khóc gọi mẹ trở về để ăn bữa. Bữa cơm ly biệt này con cúi đầu bái lạy mẹ đây. Mẹ ơi, bát cơm thì con đã dâng lên trước ăn, để giờ đây tuần hương tuần rượu đã qua, tuần cơm đã thoát, đến tuần nước để các cháu của bà cháu lên rót nước mời bà về. Bà ơi, bà ơi, chén nước cháu lên đi để rót nước con mời bà đây. Chén nước này đây chè xanh chén ngọc chén ngà. Con pha trà rồi sau bữa ăn con rót nước cho bà. Bà ơi, để sau bữa ăn con chén nước trà con rót lên mời bà. Bà ơi, uống nước thì các con cháu nhớ về nguồn, cây kia có cội ăn quả thì các cháu nhớ người trồng cây.
ngày hôm nay thì bà thác đi xa, bà về nơi bộ phận sâu ba tấc đất bà nằm. Nay con cháu đông đủ anh em đi nội ngoại thành tâm đi làm lễ chúc thực bữa cơm trưa. Con đi mời mẹ, cháu đi mời bà đi. Sau này chén nước thì có tiền vàng kim ngân để nay. Con là con gái út lên dâng cho mẹ, các cháu dâng cho bà. Mày bác con gái út lên quỳ đây rồi dâng cái đĩa tiền lên để tí nó hóa cho cụ để cụ đi đường. Cơm cuối cùng của cụ thì tất cả các con cháu ta thành tâm phát tâm Bồ Đề để cùng niệm Nam Mô A Di Đà Phật và dâng cho cụ chút ít kim ngân để sáng trưa ngày hôm nay để cụ cất bước lên đường thì tất cả con cháu thành tâm các bác dâng tiền lên cho cụ. Mẹ ơi, đây các con các cháu thành tâm làm lễ chúc thực bữa cơm trưa cuối cùng. Mẹ ơi, để nay chén rượu nhạt tay cầm con giòn, mâm cơm xoàng giống ngọt giống chua, áo quần giấy thế vải tơ, tiêu dùng con xin tiến ngàn tờ kim ân. Vâng, các con các cháu dâng tiền lên đĩa cho cụ. Mẹ ơi, để đoàn nhạc yêu con xin tay tiếng tay lời chứ con cháu đổi ngoài. Đây là bữa cơm cuối cùng tình mẫu từ mẹ con còn ở bên nhau. Từ bữa cơm tối hôm nay đi một thân tui tuổi mẹ một mình. Con đi gọi mãi gọi hoài mẹ chẳng về với các con đi nữa rồi. Mẹ đi đâu suốt từ hôm qua để các con đi của mẹ đây nước mắt đi âu sầu tương nhớ. Con dâng nghe cơm canh lên rồi sau bữa ăn thì nay kiếm ngân tiền vàng con dâng cúng hồn mẹ đây. Mẹ có thương bố con thì giờ đây đi mẹ ơi, linh hồn mẹ đang phảng phất nơi đâu, linh hồn mẹ đang phảng phất nơi nào, mẹ cũng nghe con cháu gọi gào mẹ về các con đi. Tết thì sắp đến rồi, xuân sắp về, mẹ ơi, bữa cơm này, bữa cơm chia đi, đâu còn được đoàn viên cùng mẹ. Mẹ ơi, chữ bàn thờ khói hương nghi ngút, con xin được bày tỏ đôi lời. Con đi dâng nghi cơm nở mời rượu mẹ. Bà Na ơi, con nghĩa phu quân của bà đây, bà có biết không, suốt từ hôm qua bà nằm đây, người bạn đời tôi thương tôi nhớ. Thì là bà bỏ bố con tôi bà đi khi năm cùng tháng tận rồi. Bà có nghe thì các con các cháu nay mời bà bữa cơm cuối cùng này. Mẹ ơi, bà nội ơi, bà ngoại ơi, con cháu đông đủ xin được chắp tay trước cúi nhà đầu.
bé con xin bày tỏ đôi lời. Mẹ ơi bà ơi, trước linh sàng con xin chấp tay con cúi đầu bái biệt mẹ đây. Con niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Toàn gia cúc cung nghi bái, toàn gia lễ tất. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cúng thỉnh vong linh hương hồn cụ Nguyễn Thị Na chính hồn. Đây bữa cơm ly biệt cuối cùng trưa ngày hôm nay, có các con các cháu đông đủ, anh em nội ngoại thành tâm làm lễ chúc thực bữa cơm trưa nay. Cuộc sống thì khôn thác thì thiêng, cụ về nhận lấy tâm lòng của các con các cháu. Đoàn nhạc hiếu con xin được kêu tay lạy đỡ để gọi ba hồn thì chín vía ba hồn cụ đang phản phất ở trên cao, hay ngựa ở dưới thấp, bên đông bên tây, bên nam bên bắc, hay ở thiên đường cực lạc, xin lệnh trên cưỡi hạc kịp về hoặc nơi địa phủ âm ti, xin đức địa tạng phù trì cho cụ lên cụ nhận lấy tâm lòng của con của cháu. Cuộc sống thì khôn thác thì thiêng, cụ về phổ độ trì cho tất cả các con các cháu ở gần ở xa luôn được mạnh khỏe bình an. Con niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ vâng, lễ chúc thực cơm cho cụ xong rồi, các ông bà các bác lại đứng dậy để đón lễ viếng và cũng để chuẩn bị ban tổ chức lễ tang làm lễ truy điệu, tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng.